Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên lỡ cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình, và mình là Khang G đây. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với một cái video mới về Minecraft Backward trên kênh Khang G mình nha các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại Backward server Hego MC cũng là những thành viên của Rock Team. Chào nào các bạn ơi. Trời ơi, đấy thề cứ tưởng bị đơ hay gì chứ đây thì ok. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có là 4 người bạn. Ngày hôm nay mình trở lại Backward chắc chắn là phải có vật phẩm mới các bạn. Nhưng mà lần này mình sẽ không nói với các bạn, cho mấy thanh niên gọi là gì vậy? Gì chấm hỏi ba? Gì? Có chấm hỏi không? Có chấm hỏi không? Chấm hỏi lại giờ. Thì cho mấy thanh niên nút tim sẽ gọi là tự tìm hiểu để biết coi vật phẩm mới của ngày hôm nay là gì các bạn. Ok, thì trước xe video của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên là ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của nút tim để họ tìm nha. Ok, còn bây giờ thì let's go now, và đừng quên là giúp video của mình đạt 10.000 like các bạn. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ai? Ok, lần này gọi là mình tính ra mình thì mình chỉ có mình biết là vật phẩm mới là gì các bạn, nhưng mà vật phẩm này gọi là hơi bị khó mua nha, mấy thanh niên kia phải gọi là tích trữ rất là nhiều emerald mới mua được, hiểu không? Đấy. Dạ. Vậy làm sao? Dạ, sao Bixel đã có cái đấy rồi. Cái gì? Cái gì? Hai vàng ba. Đâu, cái nào? Hai vàng à? À, cái giày mà đi qua được ấy. Ok. À, giày thần kỳ. À. Ây da, ây da, chết dở rồi, mấy thanh niên này phát hiện rồi. Hôm nay là mấy cái vật phẩm này tụi mình nó gọi là sale hàng các bạn, do là ế ẩm quá. Do là dạo này ở trên này nó hơi ế các bạn. Cái đi. Đây nha, đây. Em nhặt hết đấy. Đây, em gửi cho mọi người này là ngày hôm nay nha. Nếu mọi người muốn dùng cái vật phẩm mới này, các bạn phải để những cái gọi là MRO ở ô số 1 à, để những cái đồ gọi là quý giá ở ô số 1 thì mới có thể sử dụng được gọi là vật phẩm mới trong ngày hôm nay các bạn, hiểu không? Người có dài để mình lút hết 7 viên đến nơi. Ú, 7 viên. Căng thẳng à, 7 viên à. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ gọi là dùng vật phẩm mới. Vành vành sang nút còn cái nịt. Còn một viên đây còn gì? Em ơi, okay, rồi, đi xe đâu hết rồi. Đây bây giờ gọi là mình sẽ qua bên kia để mình lấy MR các bạn. À, mình sẽ qua bển mình lấy MR. Gì đây? Gì mà what gì? Bị sao mất 7 viên MR luôn này. Anh nhiên nhặt 7 viên MR xong coi, rồi. Coi chừng nó kêu mất. Tùng lao. Đôi giày để bị mất à? Không, coi chừng. Coi chừng nó kích hoạt rồi đó. Bị sao về nhà coi thử coi có vật phẩm mới không? Ấy thầy em bảo là bỏ MR ở ô số 1 các bạn. Là gọi là kích hoạt vật phẩm mới. Chắc vậy. Ok, mua thêm quả tiên tì nữa các bạn. À hay là lên hay là update nhặt xong là tự vào dương Ender à? chắc vậy cũng biết nữa. Ôi ôi, kim cương của tụi nó bay tuốt lên cầu Mỹ luôn rồi. Ok, như đây đồ là ok các bạn, đủ rồi, chiến rồi đấy. Thôi coi có ai bên đây không? Như là không có ai hết các bạn. Anh nhà mình à, buồn thế. Thì khá buồn. Buồn nè. À không. Không, buồn cười chứ. Ok, ok. Sao mọi người lại như thế? Thề chứ. Mình mà té là mấy niên gọi là cười. Ghê không? Hay bây giờ mình phải gọi là bọc giường trước bạn. Xíu nữa quên ha. Đấy, bọc giường các bạn. Lần trước là gọi là sao ta? Mình gọi là đánh nhanh thắng nhanh các bạn. Quay mới té cái cười đi. Sao mai cười vậy? Quê. Sao nãy em té mọi người cười. Ok, thề chứ. Cười rồi đây. Bánh cười vậy đi. Do lần trước là mình đập giường mấy anh kia nhanh quá bạn, nên là giờ mấy anh này gọi là chắc cũng xíu nữa qua đập giường mình liền vậy. Nhà mình ra emerald rồi. À dạ. Oh my god. Căng thẳng vậy ta. Bi xem nhiều emerald lắm à. Ôi ôi. Cả hai viên rồi. Chắc là hình như kích hoạt vũ khí bí mật rồi các bạn. Này giờ nha, này kích hoạt rồi. Kích hoạt liền anh em. Trời ơi, này nha. Này làm gì? Tính ra banh một gì nhá. Anh ạ, ơ kìa, sao mất cái kiếm rồi? Đây nha, mình mua táo vàng các bạn. Đây, ba quả này, ok. Giường mấy niên bọc sớm xài tới nhờ. Đây đôi, tiết mi xem đi. Ây da. Ây da, ui ôi, chết dở. À, cái này mình nhầm người các bạn. Oh my god. Sao mất em rồi? Ôi, tí mình nhặt được 7 em rồi, có ai mặc đất các bạn. Tình làm rơi à? Kìa.
Ồ. Ôi, tên đi là làm rơi mày rồi. Mày đi này. Túi thùng à. Mày đi ba túi này. Cái này không à. Rồi rồi, cái hàng ở trên mình gọi là không có attack được các bạn, mình không có attack được. Ok. Chỉ có mấy hàng. Ok. Ok, làm gì đây? Zino à. Ôi da. Lại mất game mấy đồ. Ôi da. Ê, em không biết nhất nha. Ê, ai vô, sao đánh em? Không biết, chút giận. Không biết thì sẽ nói cho biết, nhưng mà em có biết đâu mà em nói. Ok, đem về giấu đi các bạn ơi. Ôi, tự nhiên mình nhặt được 7 viên em rồi của banh MC các bạn. Oh my god. Dạ. Yeah. Mình có vứt ra đâu nhở? Mất được ta. Chết giờ rồi. Gà. Không, gọi là tiền xét kim cương, tiền gọi là tê tai rồi mà cũng không biết gọi là nắm bắt các bạn. Thề cái tai này gọi là tai gà các bạn, gà quá các bạn ơi. Rồi đây nhớ các bạn, đây mình sẽ gọi là kích hoạt vật phẩm VIP. Ok. No. Ok kìa, gì đây, gì mà no. Ok, cái gì đã rớt rồi, cay thế nhờ. Ok, bây giờ mình tích trữ hơi bị nhiều các bạn. Giờ mình sẽ mua gọi là vật phẩm các bạn. Sẽ mua TNT trước đi. Đó, mình cần nâng cấp gọi là giáp bro lên. Cho mấy niên kia qua quýnh mình cái quéo luôn sao. Không chơi kiếm quay đầu nữa nha. Không, em bảo rồi, em gọi là em không có chơi mấy cái kiếm đó các bạn. Không có chơi mấy cái kiếm khó chịu nha. Chơi mấy cái kiếm đó các bạn lại bảo là có cái kiếm đó gọi là nó không có công bằng. Đúng không bạn? Bạn nói đúng quá. Không, đúng, các bạn bảo là công bằng đấy. Công bằng đó, ok các bạn. Đây, mình sẽ gọi là mua giáp nha các bạn. Trời ơi, tự nhiên tiền đâu, tiền nó tự tui chui vô túi các bạn. Trời ơi, không hiểu luôn các bạn. Muốn hiểu cũng được đó. Gì đấy Banh? Không có gì cả. Ok. Tiêu nhân đến, người nhẹ. Mấy thanh niên đừng có cất đồ ở trên hàng trên nha, coi chừng nó mất cái. Thề, nãy em mới vừa bị rơi nè. Really nigga. Đây. Thế sao không ai nhập được ta? Đây nha, mình sẽ mua rìu các bạn, rìu thần sấm bạn hả? Mình thích cầm cái rìu nhất bạn ạ. Ây da. Quanh lại cái cây củ chuối ấy. Thế nghe được củ chuối hả? Cây củ chuối là cây gì? Làm sao? Ủa sao quăng xuống này em được? Ủa quăng nó toàn giật lên trên là sao? Ủa gì kìa? Ok, chết rồi. Oh my god, I will you cực anh em ơi. Oh my god. Thế mà thanh niên chết. Oh my god. Cái cần câu tôi đâu rồi. No. Nè, đi làm rớt nè. Trời ơi, đi làm rớt cần câu kìa. Mình đưa cần câu đi còn quýnh mình. Đâu. Hai. Không hiểu cái gì. Hay nè. Ok. Giá quýnh em. Đi đâu? Tại có kiếm hắc long, kiếm hắc long cái điện. Bằng gãy sắp xét quẹo không? Hút máu. Kiếm đâu rồi? Hút máu. Thì không ai sẽ lấy được kiếm của Mi Xem kìa. Tào lao nha, không có lấy nha, kiếm em mua. Kiếm này em mua mà. Nó trong túi em mà. Đánh một rìu sấm sét. Ok. Tự nhiên giờ có kiếm. Rồi đi luôn ạ. Ngu dốt. Cắt bớt là em rồi các bạn, không mấy niên kia nhắc không lên. Tà luôn chứ cày thế nhờ. Cái bảo bắn đây là ui dầu đấy anh ạ. Dầu đấy. Ui dồi, bắn không còn nữa các bạn ơi. Bắn không còn đồ rồi. Dầu. Đáng biết em mày rồ ngon luôn. Cái này được đấy các bạn. Đâu rồi, Geno đâu. Ui cái đây. Ok. Geno. Ủa sao câu tới chỗ Geno mà không kéo được. Uầy. 26 viết kim cương nâng cấp thôi. Ây. À. Dịch chiến. Dịch chuyển tức thời. Ôi giời. Ây da. Đúng rồi. Trời ơi kìa. Đau trên đồ kìa. Dịch biệt cục. Dịch biệt. Dịch biệt văn. Đi có cần câu à. Yeah, boy. Giàu đấy, 11 euro. Cái này lấy không được các bạn. Cái hàng bên đây mình lấy không được. Làm gì? Đi luôn. Làm gì thì làm đi nha. Thề chứ.
quay nâng cấp quá bây giờ 5 viên em rồi. Quay mọi người, em mới để ý là mình bỏ đồ mấy cái ô gọi là trong túi mình cũng được gọi là sử dụng đó. What the hell? À nha, rồi cái gì hết trơn rồi. À giờ chắc đi đập giường là ok các bạn. Xin vĩnh biệt. Xin vĩnh biệt. Xin vĩnh biệt Geno. Đâu rồi? Bỏ mặt ra. Ai da, thùng rồi. Kéo thùng rồi các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Oh my god. Oh my god. Ấy. Dính biệt. Dính biệt Geno. Oh yes. Dính biệt một con người. Ủa đâu rồi? À còn sống à? Ủa. Ai đi vai kìa. Ai đi vai kìa. Ôi trời ơi. Thôi rồi. Ta rồi, đã xa nhau. Đúng rồi. Thôi kệ cho mấy anh đi cái chiến đi các bạn. Mình qua gọi là kiếm banh đã. Không phải banh màu đỏ các bạn. Dạ dạ. Bọc giường gì mà kỳ vậy? Bọc giường gì mà ló trước ló sau vậy? Ui dồi ôi, tích trữ tiền dữ ta, tích trữ tiền dữ ta. Vào nha. Ui dồi. Vào nha, vào. Ô kìa, sao em mê rồi đâu rồi? Vào nha. Thanh niên cái này Pixel, Pixel đã phát hiện ra một điều rất là đặc biệt nha. Nào. Cái gì? Pixel sau một phép thử Pixel đã phát hiện ra rồi. Nãy Pixel. Pixel để ở cần câu ở số 1 thì sẽ mất cần câu và thanh niên Khang có cần câu của Pixel. Vậy cái kiếm hắc long. Em cái kiếm hắc long xong. Em mua nha. Hắc long của Pixel luôn. Em mua rõ ràng các bạn thấy rõ ràng. Thôi. Tôi biết nguyên nhân rồi. Đâu? Mọi người có hiểu Pixel không nhỉ? Bây giờ nhá, Pixel thử bỏ vô túi đồ đi. Pixel bỏ vô túi đồ. Thôi coi không coi nghe, coi không mất nghe, không nghe. Làm sao mất được nghe. Em muốn lấy không nghe ông mọi người có hiểu ý là Vinh nhờ? Thế là Vinh biết ai mất giường đầu tiên rồi đấy. Đi kiếm luôn à, thế nó còn một mạng mọi người đi thế nó còn bảo kê nhau. Nhà thanh niên Khang là nhà màu gì nhỉ? Nhà màu hồng. Đây con gà này đứng lại. Ấy con gà này nô nhà mình này là nhà Văn này nhà Văn mà làm sao ê cứu Pixel. Pixel chạy đây làm sao? Đấy đúng rồi, không sai được. Thanh niên lấy cái cần câu của Pixel rồi. Ê, em có đúng một cái cần câu thôi nha. No. Nè thanh niên làm gớt trên đây nè, kêu em lấy đâu? Em hỏi kìa sao lưng nè đó. Ngay chỗ lá nè. Ok đấy, hay là mình ấn nhầm nút quy ta đấy, thấy chưa? Bắt đầu rồi. Ê. kéo đi. Ngon đánh. Ủa. Ở đâu rồi? Ngon đánh. Dính biệt. Dính biệt. Dính biệt. Lên. À, không có lấy được. Lên. Rồi. Đây, Banh vừa thả thanh kiếm gỗ rồi. Đầu thanh niên kia lấy được. Cái gì? Em có cái kiếm gỗ này trong túi đâu? Kìa. Đi mà tào lao các bạn. Lên. Một thanh niên này nói làm sao mình tin được. Mấy anh đi cái chân tim bốc nha. Đi sao nhảy lên Banh bạn. Đây đứng. Banh có để lui không? Banh có để lui không? Banh kia là Banh móc cần câu. Ơ kìa, ai bắn em vô đây vậy? Coi sao gà. Ôi cái bộ cạn rồi. Ôi thả ra. Ok. Bắt rồi các bạn. Ôi kẹt rồi. Rồi xong mới đi đập giường mình rồi. No. Tự nhiên bị kẹt trong đấy rồi đi đập giường rồi. Kéo. Mọi người đừng đập giường vội. Sang chiêm ngươi. Ok. Kỳ thế các bạn. Kẹt rồi đừng. Kẹt tiếp rồi. Kìa. No. Ok. Kìa. Móc cần câu ra nè. Đừng. Bạn lại đây. Lại làm gì? Lại gần nói chuyện cho nó gọi là vui tiếng. Quả báo. Ôi, bạn đã biến rồi. Biết rồi. Cái cung này cung biến đổi chỗ. Đổi vị trí. Có đâu, người ta biết gì đâu. Trời ơi. Thế từ đã để Vanh lấy thêm emerald đã. Đây em cho emerald này, em cho emerald này. Này, cho này. Đâu, bút ra, bút ra. Nope. Ah! 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 Ah
vẫn về được. Tự nhiên đâu ấy? Vẫn về được. Ai nó về được? Ai nó về được? Ai nó về được? Làm sao về được? Gì? Thấy gì đây ông? Đâu? Cái gì? Đâu? Ok, quăng ra được không? Quăng ra được mới tính. Ý. Ai? No. Rồi. No. No. Ai trong đời? No thề. Xem tí 7 được anh đi rồi. Ấy da. Lên đâu nhỉ? Đâu? Lên lên lên. Ồ, coi coi lên đâu nè Văn. Lên đâu này nhà ai ta? Ok à. Này, Văn. Ok à. Lên đâu hết rồi ta? Ai trời ơi, Văn kéo thế mà. Hay quá. Kỳ lạ thật. Thì trên đâu? Nó đi rồi. Đi trên đâu mình quýt bay cho tường luôn. Im re trong luôn anh em. Kẹt nó bức tường rồi nhỉ. Vô lý. Thôi thôi, trời ơi cho. Giờ muốn hồi sinh không? À mà giờ hồi sinh đâu có đồ đâu đúng không? Có muốn hồi sinh không? Hồi sinh thì đưa anh 5 MR đây cho hồi sinh. Ok. Ok, ok, sao tệ. Thề luôn. Mình sẽ mua cần câu bạn. Này. Mất tiền đâu hết rồi nhỉ? Ở đâu rồi làm sao mà biết được? Uh-huh. Lên cây. Xem ta, nãy giờ. Vĩnh biệt. Nào, sư phụ đây, sư phụ đây, sư phụ đây. Chơi sư phụ mà. Ở kìa. Ai ai nó không cho chơi sư phụ có gì đâu, sư phụ chỉ che mắt thôi. Sư phụ đến đây. Ấy. Ủa đâu ai? Đi phụ. Ở đâu ai? Lên. Ừ. Ở đâu ai? Lên. Ờ, lên. À, lên à, lên à, lên à. Lên. Ôi, ôi, thành công rồi. Lên. Đến đây, đến đây, đến đây. Này, đồng. Lên giúp tôi. Thanh niên kia chơi đảo kia okay. Lấy của video cái cần câu. Thầy bảo không có lấy mà thanh niên quăng rớt. Đó, mình cứng cái. Thôi Vành thôi. Vành sang đập giường khác đi Vành. Em nghĩ là mua đồ đây shopping này. Mấy thanh niên này gọi là đang gọi là cấu kết đây, gọi là biện minh những cái lý do gọi là không có thật các bạn. Mình làm gì có gọi là có cái chiêu mà lấy đồ người khác được. Ok 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 ok. À thả TNT à. Người ta thả tim đấy lụm đi. Đúng đập giường đi, đập bê, đập bê, đập bê. Vĩnh biệt. Ấy, vĩnh biệt. Làm sao được, vĩnh biệt làm sao được. Ây da. Cái gì đấy, nhiều giấy. Các bạn cắn pixel. Các bạn của anh cắn pixel. Ấy. Ấy cái gì ấy. À, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Ấy, 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 các bạn quay đây, các bạn quay đây. Ấy. Ý có ngon thì bước qua đây rồi kiếm ăn với em này con ngon này đâu nhà màu trắng thì thích thì chiều đu dây qua đây đu dây qua đây đu dây cần gì phải đu dây đu qua oh. Đây làm sao oh. À, thích kiếm mình đâu rồi no một kiếm một kiếm ai cho mua ai cho mua ai cho mua ai cho mua ai cho đây. Mua ai cho mà sao lại ra mít rồi ủa no à Enderbeer chôn à thề thế nên em Enderbeer chôn à thề nhá trắng này ta không có được rồi vẫn còn cái này các bạn mình sẽ gọi là đặt cái này cho anh niên gọi là bay màu luôn này. Cho anh niên về nhà bọc cái giường nè trước khi gọi là em qua gọi là cho nổ banh xoàn giường đã bọc chắc chắn rồi đi được qua cái mít này đã rồi rồi tính qua được tính gì qua được tính gì qua được tính gì ây à qua được tới nhà luôn rồi nè nhanh vậy nope nhanh vậy không chứ đập giường ố thế nhiên đồ ấy người ta tàng hình rồi gà vậy okay. Con gà này đi đập giường đi đập giường đi đập giường ngon bước qua đây em không có sợ nhá không nhìn sợ. Đây người nhện à người nhện à Spiderman ô anh sợ bay no sợ bay đâu em sợ bay đâu em sợ bay đâu em sợ bay đâu em sợ 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 với ai sợ 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 với ai sợ với ai giỡn mặt với em á cay thế nhờ có lùa được các bạn ok on in on in on in on in gì nè, ok, ngon nó mua hết đi chà. Em lại không sợ nha. À. Ây da. Ui ơi, thanh niên chắc chắn lại mua cái kiếm gọi là kiếm hắc long các bạn. Thề mình là ông trùm tiên đoán các bạn. À, lại mua kiếm hắc long chắc luôn. À, chắc chắn là như vậy rồi. Ok. Kiếm hắc long, ok. Ok, kiếm hắc long. Kiếm đen, rồng đen. À, kiếm rồng đen. Kiếm hắc long. Ok. Rồi, con ngon qua đây. Qua đây đánh nào.
chiến. Ê, lại mất kiếm thanh nhiệt. Ok, no, không biết gì hết nha, không biết gì hết nha. Ừ, về nhà banh xấu quá. Mình không biết gì hết nha các bạn. Về nhà banh hả? Về nhà banh thì em về. Về nhà bi xeo. No, biệt này. Mất rồi. Dường à. Có giỏi thì đừng trộm đồ nữa, PVP như những người đàn ông đi. Em không có trộm đồ, okay. Em đó giờ chưa biết trộm ai, em chỉ biết nhặt thôi. Giỏi thì ra đây, PVP. Một vs một. Ồ, thấy họ, ok, ok, để xíu ngăn. Tới liền. Ồ, thanh niên bị sập bẫy rồi. Đi sang. Thanh niên tới công chính rồi, đâu rồi? Ồ, ồ, chưa mất giường. Tới công chuyện rồi. Anh đi bị lừa. Ô, thanh niên này. Sao? Từ đã. Giờ còn dám láo không? Giờ dám láo không? Làm sao? Làm sao? Như thế nào? Làm sao? Thế mình mua. Ui. Làm sao hết tiền rồi đấy. Chúng tôi mua kiếm là mất đấy. Này làm sao chúng tôi là thế. Không biết gọi là làm sao có tuổi đâu bạn. Trời ơi, gọi là vật phẩm mới của mình mà anh em. Trời ơi, bạn thấy rồi. VIP đẳng cấp liền. Trời ơi, ok. Thôi tới công chuyện rồi, Bixel ơi. Nhưng tới công chuyện rồi. Thôi, chỉnh việc nhé. Kiếm. Ui. Ừ, tới làm sao được. Tới làm có sao. Có giỏi thì vào đây. Đây, Bixel, em cho Bixel coi này. Từ, để xíu. Để làm cho Bixel coi ảo thuật này. Nhìn nha, ảo thuật này. Đâu ta? Đây. Nhìn em này. Ảo thuật nha. Ảo thuật một lần duy nhất trong đời nha. Ok. Nhìn này. Bixel lại gần đây. Đây gần đây. Bruh. Rồi, nhìn đi. Ta có cái đèn Enderpin rồi. Ừ, mua Enderpin rồi. Mua đi. Ừ, nhiều dấu. Mua được. Có Enderpin 5 ngọc lục bảo á. Đây. Cần sắc này. 4 ạ, trời ơi, cay thế nhờ. Sắc. No. Thả cá. Cá cắn câu anh em ơi. Cá cắn đi. Ta có kiếm hắc long, còn lâu ta mới chết. Thế à. Ui dồi. Căng thẳng vậy. Trời ơi. Kiếm hắc long đây rồi. Ui, đổ nước không được các bạn. Chết rồi. Thôi thì tiêu diệt luôn. Nghĩ tiêu diệt ta. Ô, đi ra được. Ủa, không phải. Ai đó ra được. Ai nói bị chơi được. Miễn là bị xeo. Đau khổ là được rồi. Cay thế nhờ. No quá bạn. Uầy, em thấy gọi là mình có biết không em. Trời ơi, gọi là thật ra là nãy giờ em lừa mọi người không có gọi là suy nghĩ kỹ thầy thiên nhiên này. Người ta biết rồi. Biết rồi. Mới chuẩn bị sang đánh đây mà không đánh được. Đánh được. Sao mà đánh được? Người ta chuẩn bị all in thì nên kéo kẹt vào tường. Đây ok các bạn, đây thì làm nghĩ video hết rồi. Thì nếu các bạn hết video của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký. Và đừng quên là ấn cái chuông các bạn đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình em. Và đừng quên là giúp video của mình đạt 10.000 like các bạn. Và đừng quên là để lại những bình luận của bạn ở dưới. Ok, và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của nút tiền hỗ trợ team nhắc. Còn bây giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye bye mọi người, bye bye. Bye bye.